ai mà nghĩ được nó ở gần mình chứ. Quay quay phim quay phim. Rồi em đang quay phim. Mỗi ngày ra ngoài là một trải nghiệm. Đấy, cái khu gần mình còn chẳng chưa đi hết luôn. Đây là trường cấp 3. Đây là trường cấp 3, còn trường cấp 3 gì không biết. Nó trường gì? GPOAU là cái trường gì? Scola 109 gì? Scola. Ờ. Nãy em đọc cái Scola mà chị cứ nghe ra Scola, Scola. Ờ, ngày trước em ai đọc cái từ Scola ấy. Em cũng có kiểu tưởng Scola mà. Scola. Ờ. Có con chó ở đây. Hí 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 hí.